chương 141, tất cả mọi người kế hoạch. Sự tình gì? Midoriya Izuku vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ông Mai. Nhìn xem ông Mai như vậy biểu tình ngưng trọng, hắn liền suy đoán nói, nhất định là để cho ông Mai rất chuyện buồn rầu. Cha mẹ ngươi cho ngươi tìm được trường học sao? Ông Mai thấp giọng hỏi. Midoriya Izuku trầm mặt một chút, liền gật đầu. Ông Mai quay người, ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ hải dương, một bên nói khẽ, không lâu tương lai, quốc gia này thì sẽ không dẫn tới một hồi rất lớn chiến tranh. Địch nhân là địch Liên Minh sao?" Midoriya Izuku hỏi. Ông Mai lắc đầu, nói: "Không biết, nhưng mà ta dám khẳng định cùng địch Liên Minh Thoát không được quan hệ." "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Midoriya Izuku nội tâm có chút nóng nảy hỏi. Ông Mai quay đầu lại, nhìn xem Midoriya Izuku trầm giọng nói, "Đoạn thời gian này từ ta tự mình cho ngươi huấn luyện, còn có ta tìm được rất nhiều khôi phục hệ cá tính tới hiệp trợ ngươi. Đến nỗi trường học bên kia, ngươi thoái thác a." Midoriya Izuku gật đầu một cái, kỳ thực không cần Ôn Mai nói, hắn cũng thắc sâu biết Ôn Mai mục đích. Để cho Ôn Mai tự mình đến huấn luyện, hơn nữa còn tìm tới nhiều như vậy khôi phục hệ cá tính tới hiệp trợ chính mình, nếu không thì gặp rất chuyện khó giải quyết, Ôn Mai là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trở về cùng ngươi phụ mẫu nói một chút a, à, chúng ta lập tức lên đường đi." Ôn Mai trầm giọng nói. Midoriya Izuku sững sờ, nói, "Gấp gáp như vậy?" Midoriya thiếu niên, không phải nói sao, chúng ta đã không có thời gian, sự tình phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta chúng ta không có thời gian đang chuẩn bị. Ông Mai bất đắc dĩ nói. Ta hiểu rồi. Ông Mai. Midoriya Iyuku nhíu lại khuôn mặt nói. Mà lúc này bây giờ, một bên khác, quốc gia tầng cao nhất phòng họp. Endeavor vô sự vụ sở bị diệt, ông Mai không thể vì chúng ta sử dụng, chúng ta giống như bị mất cánh tay trái cùng cánh tay phải, đại gia kế tiếp chúng ta nên muốn làm thế nào? Một cái lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Chúng ta đã không còn lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn thứ hai cái kế hoạch, vô luận nhiều mạo hiểm, chúng ta cũng không có biện pháp. Một cái khác lão giả tóc trắng nói bổ sung. Các vị nhìn thế nào? Tất cả mọi người trầm mặt phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đáp ứng. Tốt lắm, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, đánh cược một lần. Địch liên minh chỗ quán ba. Lúc này, trong quán rượu, cũng chỉ có khói đen cùng với Shigaraki Tomura. Shigaraki Tomura trầm tư rất lâu, cuối cùng hắn còn ở hướng về màn hình hỏi, lão sư, liền mặc cho Mirovân phong dạng này làm, vạn nhất có một ngày hắn phản bội địch liên minh làm sao bây giờ? Tại sao muốn muốn như vậy? trong màn hình người thần bí hỏi. nói là đánh với ta một tiếng gọi kỳ thực hắn là tại mở rộng binh lực của mình, vốn là mục tiêu của chúng ta là lôi kéo Bakugou Katsuki, nhưng mà đằng sau Bakugou Katsuki lại vì một mình hắn sử dụng. Shigaraki Tomura ung dung nói. Shigaraki Tomura, ngươi quá nhạy cảm, địch liên minh bây giờ nắm giữ thanh thế này trong đó nơi phát ra phần trăm chín mươi chín cũng là hắn miêu vân phong công lao tất nhiên hắn muốn binh lực mặt hắn làm là được chúng ta cũng có thể mở rộng trong màn hình người thần bí đạo shigaraki tomura trầm mặt cuối cùng trả lời ta đã biết lão sư trên đảo nơi vân phong đang ở vân phong tại sử dụng một độn, kiến tạo mấy nhà nhà gỗ chủ nhân ngươi cái này tính tính này thuận tiện a dạ khải tán dương đúng a chủ nhân ngươi tính tính này muốn nghịch thiên thời gian trong nháy mắt một gian xinh đẹp như vậy phòng ở liền bị xây đi ra. Một người khác cũng đi theo tán dương. Cầu hoa tươi. Vân Phong quay đầu, nhìn bọn hắn một mắt, giải thích nói, không nên hiểu lầm, ta đó cũng không phải cá tính. Đám người. Ta biết trong lòng các ngươi nghi hoặc, nhưng mà đây cũng không phải là bí mật gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đánh cái so sánh, cũng tỉ như Endevovu cá tính, hắn quá nhiều sử dụng sau đó, liền sẽ tạo thành cơ năng hạ xuống, mà huyết kế của ta quá nhiều sử dụng, sẽ được cường hóa đám người cái hiểu cái không gật đầu một cái đồng thời còn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vân phong ai vân phong gật đầu bất đắc dĩ nói tính toán nói các ngươi cũng sẽ không hiểu ta trước tiên an bài cho các ngươi nhiệm vụ a minh bạch chủ nhân đám người trăm miệng một lời các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là huấn luyện những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm dù sao các ngươi quá yếu vân phong ung dung nói lần trước Vân Phong dùng để huấn luyện cái kia cao cấp não không cũng không có còn cho Shigaraki Tomura, mà là lưu tại cái này trên một hòn đảo mặt. Đến nỗi sự vật phương diện cũng rất đơn giản, Vân Phong chế tạo rất nhiều homi, đương nhiên, đây đều là dùng người khác linh hồn tới sáng tạo. Những thứ này homi nhiệm vụ chính là, tìm kiếm thức ăn, nấu cơm, chờ đã, đương nhiên, bọn hắn làm cơm đều là cho những người kia ăn. Mà Vân Phong nhưng là từ cha mẹ của mình từ nấu. Đừng nhìn tòa hòn đảo này ít người, nhưng mà có thể nói chuyện hơn đếm không hết, Vân Phong phụ mẫu, đã Bakugu Katsuki phụ mẫu căn bản liền sẽ không nhàm chán. Đến nỗi Bakugu Katsuki mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng mà hắn cũng vẫn là yên lặng gia nhập trong khi huấn luyện. Mà Vân Phong tự nhiên A, à, chuyên tâm tu luyện chính mình một độn cứng cỏi năng lực. Cầu một đợt đặt mua sĩ một. Chương 142, sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Bất tri bất giác, đã qua một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này mặt, địch liên minh cơ hồ cũng không có đi ra hoạt động. Xã hội khôi phục yên lặng như cũ, không, hẳn là nói, so trước đó càng thêm bình tĩnh. Phía trước thỉnh thoảng còn sẽ có phạm tội sự kiện phát sinh, mặc dù không lớn, nhưng mà, kể từ Endeavor vu sự vụ sở bị diệt sau đó, ngay tại cũng không có phạm tội sự kiện. Kể từ Hùng Anh trường học bị chính phủ niêm phong sau đó, trên cơ bản tất cả học sinh đều chuyển trường. Endeavor vu sau khi xảy ra chuyện, Todoroki Sato cũng không có chuyển trường, không biết nơi nào đi, Miro Vân Phong cùng với Bakugu Katsuki chủ đề cũng từ từ lạnh xuống. Nhưng mà, đây hết thảy đều hoặc ba sáu, bảy hứa chỉ là trước khi mưa bão tới yên lặng đã. Lúc này, tại một cái quốc gia nào đó triệu tập phóng viên buổi họp báo bên trong. Tại phóng viên phía trước, ngồi một loạt lão nhân tóc trắng. Xin hỏi một chút, đối với kể từ nghề nghiệp anh hùng Endeavor vu thảm tao địch thủ sau đó, theo lý thuyết, địch liên minh hẳn là sẽ càng ngông cuồng hơn mới là, vì cái gì gần nhất đều không sống động đâu. Trong đó một cái phóng viên nhất tay, phát biểu lấy ý kiến của mình. Đối với vấn đề của ngươi, ước chừng có hai cái trả lời, để nhất, chính là chúng ta hòa bình tượng trưng ôn mai còn không có ngã xuống thứ hai đi chính là tại anh hùng của chúng ta Endeavor vu trong trận chiến ấy địch nhân bị hao tổn cũng hẳn là rất nghiêm trọng lão giả tóc trắng ung dung đáp đối với mình câu trả lời này lão giả tóc trắng chính hắn cũng không tin nhưng mà vì không để xã hội lâm vào hỗn loạn hắn chỉ là làm dáng một chút thôi đến nỗi địch liên minh gần nhất vì cái gì không sống động lão giả tóc trắng cũng có thể đoán được một hai hoặc chính là chờ đợi thời cơ hoặc chính là mở rộng binh lực nuôi dưỡng đông đảo anh hùng danh giáo, Hùng Anh trường học bị niêm phong, đối với chuyện này nhìn thế nào? Một cái khác phóng viên nhất tay, dò hỏi. Đến đổi Hùng Anh trường học bị niêm phong chuyện này, nói thế nào đi, ân, ừ, không tệ, Hùng Anh đích thật là nuôi dưỡng rất nhiều ưu tú nghề nghiệp anh hùng, nhưng mà giống nhau, hắn cũng là lịch sử thượng đệ nhất lần, nuôi dưỡng hai cái phản đồ. Mà lại là cực kỳ nghiêm trọng phản đồ, cơ hợp kết tại đây hai cái phản đồ bên trong dân chúng cao tới 4.000 còn lại người. Sau khi buổi họp báo phóng viên kết thúc, mấy cái này lão đầu lại tái hiện về tới trong phòng học gần nhất giống như càng phương trường học tiết học anh hùng giấy phép đúng không trong đó một cái lão giả tóc trắng bưng lên chén trà trong tay hỏi thăm một câu ân ừ. ta nếu là không có đoán sai lúc tạm thời nghề nghiệp anh hùng giấy phép thi người liên minh địch tất nhiên sẽ xuất hiện đến một chút náo nhiệt có rất lớn khả năng cái này không rất tốt sao chúng ta bây giờ liền đợi đến bọn hắn đi ra cái kế hoạch cũng sớm đã chuẩn bị xong tin tưởng hội nghị hôm nay bọn hắn chắc chắn cũng sẽ nhìn nếu nói như vậy, một lần này tạm thời nghề nghiệp anh hùng giấy phép khảo thí đổi thành kiểu cởi mở A, để cho dân chúng có thể quan sát, các đại truyền thông tất nhiên cũng xuất hiện. Có thể một cái khác lão giả tóc trắng chần chờ, nói, làm như vậy không phải quá được rồi, dù sao tạm thời nghề nghiệp anh hùng giấy phép khảo thí, dĩ vãng cũng là không công khai. Băng khoăn của người chúng ta đều biết, nhưng mà, chỉ có làm như vậy, mới có thể dẫn sói vào nhà. Trong đảo mặt Trong đoạn thời gian này mặt, mặc kệ là những cái kia từ trong ngục giam người chạy ra, hay là Bakugu Katsuki, vẫn là vân phong, thực lực phương diện, đều có tăng lên rất nhiều. Ngươi phải cùng ta nghe ngóng Midoriya Izuku tin tức. Vân phong nhìn qua Bakugu Katsuki, nghi ngờ hỏi một câu. Bakugu Katsuki gật đầu một cái, nói ta biết ngươi cùng bọn hắn rất quen thuộc, ngươi hẳn biết chứ. Ta cũng là có biết một hai mà thôi, Hùng Anh trường học bị chính phủ niêm phong sau đó, Midoriya Izuku cũng không có chuyển trường, mà là không biết đi nơi nào, đồng thời, trong đoạn thời gian này mặt, cũng không có nghe được ôm oh mai tin tức. Bất quá, gần nhất ta ngược lại thật ra còn nghe nói midoriya iyuku sẽ tham gia kia cái gì tạm thời nghề nghiệp anh hùng bằng thảo thí nội tình hẳn là ôm mai lấy được trợ giúp ô mai vân phong ung dung nói nửa bên mặt tin tức ngươi có hay không bakugu katsuki nói vân phong hơi có vẻ ý cười nói khi là bách khoa toàn thư a mặc dù ta không biết nhưng mà nói không chừng địch liên minh những người khác có lẽ sẽ biết bakugu katsuki đã hoàn toàn không nhìn vân phong lời của phía trên lại trên mặt hắn lại mà thay vào để cho người ta không thể tưởng tượng nổi nụ cười. Tạm thời nghề nghiệp anh hùng giấy phép khảo thí, ta đã không kịp chờ đợi nghỉ 2.7 muốn nghiền ép thối lâu. Bakugu Katsuki nhiệt huyết sôi trào nói. Ngươi cũng không nên quên, Midoriya Izuku đoạn thời gian này biến mất, tất nhiên là Ô Mai tự mình huấn luyện hắn, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh. Ta không phản đối ngươi đi đến một chút náo nhiệt, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đi theo ta, nghe ta chỉ lệnh. Vân Phong Thông dông Đạo Kugu Katsuki nhìn xem Vân Phong, biến sắc. Không có trợ giúp của ta ngươi không đi được. Vân Phong cười lạnh nói, "Cầu đặt mua rồi. Hôm nay sửa sang lại một cái đại cương. Đổi mới thiếu một chút." Chương 143, Sĩ Kiệt Cao Trung. Kugu Katsuki đương nhiên biết Vân Phong nói tới là sự thật, nếu như nói nếu là Vân Phong không cho phép hắn đi mà nói, đừng nói đi tới đó tham gia náo nhiệt, liền hòn đảo này hắn đều không xuất được. Các Kugu Katsuki nhếch miệng, thầm nói, "Ta đã biết." đem so với phía trước, bây giờ Bakugu Katsuki đối với Vân Phong ngữ khí rõ ràng sửa lại rất nhiều, dù sao a, à, Vân Phong thế nhưng là cứu ra cha mẹ của hắn người. Hơn nữa, bây giờ, Vân Phong phụ mẫu cùng Bakugu Katsuki phụ mẫu quan hệ cũng không hẳn là bình thường hảo. Mặc dù có chút sự tình ta rất không muốn thừa nhận, nhưng mà ta vẫn muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi là thần sao? Bakugu Katsuki nghiêm trang hỏi. Vân Phong khẽ giật mình, bị Bakugu Katsuki bất thình lình chững chạc đàng hoàng dọa sợ. Vì cái gì hỏi như vậy, Bakugu Katsuki chỉ chỉ những cái kia bị vân phong ban cho sinh mệnh Homi, nói, có thế ban cho sinh mạng người khác, cái này chẳng lẽ không phải thần sao? Vân phong cười khẽ, có thế ban cho sinh mạng người khác chính là thần sao? 14 chẳng lẽ không phải sao? Bakugu Katsuki hỏi ngược lại. Ngươi nói là chính là rồi. Đối với chuyện này Vân Phong cũng không muốn giảng giải quá nhiều, bởi vì giải thích quá mức phiền toái, hắn cũng không thể nói, đây chỉ là trái ác quỷ năng lực A. Đến lúc đó, Bakugu Katsuki chắc chắn lại sẽ hỏi, trái ác quỷ chính là cái gì tiếp đó tiếp đó sự tình liền sẽ trở nên càng ngày càng phiền phức biện pháp tốt nhất chính là hắn nói cái gì chính là cái gì rất nhanh thời gian liền đạt tới tạm thời nghề nghiệp anh hùng bằng thi một ngày kia tạm thời giấy phép tư cách khảo thí hội trường quốc lập nhiều cổ tràng sân thi đấu dựa theo quốc gia chính phủ mệnh lệnh lần này khảo thí công khai khảo thí nói rõ là để cho người liên minh địch xem thời đại mới thực lực ám nhưng là muốn tướng địch liên minh tận diệt kết quả rất hiển nhiên thí sinh đều không có đến cửa vào môn liền toàn bộ đều bị ngăn chặn. Theo từng đài hắc bạch hỗn tạp bớt tới, một nhóm phóng viên một nhóm phóng viên tuôn tiến lên, nhưng mà, không thể nghi ngờ, đều bị bảo an ngăn cản. Ngay lúc này, một cái cơ bắp cường tráng thiếu niên, trên tay cầm lấy một ổ bánh bao vội vã từ đám ký giả bên trong chui ra. Ngượng ngùng, nhường một chút. Ngượng ngùng, nhường một chút. Nhưng mà, một giây sau, lập tức liền bị bảo an cản xuống dưới, nói, ngượng ngùng, tiên sinh, bây giờ là thí sinh vào trường thi thời gian, muốn đi vào, cần chờ một hồi. Midoriya Iyuku lúng túng nở nụ cười, nói ta xin. Nói đồng thời, Midoriya Iyuku lấy ra tương quan giấy chứng nhận đưa cho sao, bảo an liếc mắt nhìn, liền cười cho Midoriya Iyuku cho đi. Midoriya Iyuku nói một tiếng cảm tạ sau đó, liền nhanh chóng chạy nhanh lên. Sau một khắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Midoriya đồng học. Midoriya Iyuku hiếu kỳ xoay người qua, nghe tiếng nhìn lại, mà nói lời này chính là 800 vạn trăm. Là 800 vạn đồng học A. Thế nào? Midoriya Iyuku hỏi. Mà lúc này, tại 800 vạn trăm đằng sau, còn đi theo một nhóm người, bọn hắn mặc chế phục đều là giống nhau. Mà cái trường học này, cùng Hùng Anh nổi danh mạnh trường học, phía trước có một câu nói nói như vậy, đông có Hùng Anh, tây có Sĩ Kiệt. Hùng Anh bị phong sau đó, Sĩ Kiệt liền lôi kéo được Hùng Anh đại bộ phận tin Anh. Midoriya đồng học, các ngươi đều đi chỗ nào? 800 vạn trăm tò mò hỏi một tiếng. Midoriya Izuku nhàn nhạt cười cười, gặp một ít chuyện, đúng, ngươi nói chúng ta. Chẳng lẽ còn có những người khác cũng không có chuyển trường sao? Tám trăm vạn trăm gật đầu một cái, âm thanh bắt đầu trầm thấp nói, kể từ Katsuki đồng học rời đi về sau, banh đồng học, cũng không biết đi nơi nào. Thắng nhỏ. Nghe được Bakugu Katsuki tên sau đó, Midoriya Izuku không khỏi nhíu mày. Đã từng cái kia một mực để cho hắn hâm mộ thiếu niên, Midoriya Izuku vạn vạn cũng không có, có một ngày vậy mà lại biến thành địch nhân. Hô. Midoriya Izuku thở dài một hơi, sắc mặt từ từ bắt đầu ngưng trọng, nói, hắn hẳn là giống như ta, tìm được phương hướng A. Phương hướng. Tám trăm vạn trăm nghi ngờ nói. Midoriya Izuku cười ngây ngô, nói, chuyển đến sĩ kiệt, hẳn là rất không tệ chứ, thực sự là hâm mộ các ngươi. Hâm mộ. Tám trăm vạn trăm sửng sốt một chút. Nói bổ sung, có thể, sĩ kiệt không phải cũng hướng ngươi phát ra mời sao. Một lời khó nói hết. Midoriya Izuku khẽ cười nói đây không phải Midoriya Izuku đi, thật tốt, gặp được chân nhân. Có thể cùng từng 367 trải qua hùng anh người cùng nhau tỉ thí, ta thật là quá hưng phấn. Đêm lam cây lúa tá cười nói. Đêm lam cây lúa tá, sĩ kiệt cao trung năm thứ nhất học sinh, hùng anh đề cử thi đầu vào đệ nhất nhưng từ bỏ nhập học cơ hội. Hùng anh đề cử thi đầu vào lúc muốn nhân cơ hội cùng Todoroki Sato kết giao bằng hữu, có lẽ cũng sẽ không để ý ánh mắt của hắn. Hăng hái chào hỏi lại sai dùng, ngươi có phải hay không Endevo Vu Nhi tử A? thật là lợi hại. Lời nói chọc giận tới Todoroki Sato, bị thứ nhất câu cùng Endeavor vu giống nhau như đúc chặn đường, dội tắt nhiệt tình. Những này là người bạn học mới a, à, thực sự là hâm mộ ngươi đây, 800 vạn trăm đồng học. Midoriya Izuku thông dong nói. Còn không có đợi đến 800 vạn trăm mở miệng, sau một khắc, hắn liền lại lập tức nói, cốt thời gian không còn sớm, ta muốn đi vào, có thời gian trò chuyện tiếp. Nhìn qua Midoriya Izuku bóng lưng, 800 vạn trăm bây giờ đầu óc rất là nghi hoặc. Miro Vân Phong, Bakugu Katsuki, Midoriya Izuku, Todoroki Sato, các ngươi đến cùng thế nào? Vì cái gì toàn bộ cũng thay đổi. Cầu đặt mua. Cầu đặt mua. Cầu đặt mua. Chương 144, bọn hắn thay đổi. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, 800 vạn trăm cảm thấy đã từng cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn, bây giờ liền giống như người xa lạ. Úc, 800 vạn đồng học. Jiro Kiyoka bước nhanh hơn, hướng về 800 vạn trăm chạy tới. Là ngươi A đã lâu không gặp đâu. 800 vạn trăm nặng ra vẻ tươi cười, trả lời. Jiro Kiyoka nhìn ra 800 vạn trăm tự hồ có tâm sự gì, liền thuận miệng hỏi một câu, 800 vạn, ngươi thế nào? 800 vạn trăm lắc đầu, duy trì nụ cười trên mặt nói, ta vừa mới đụng tới Midoriya bạn học. Midoriya đồng học. Đoạn thời gian này cũng không có tin tức của hắn, trông thấy hắn không phải rất tốt sao, nhìn ngươi thế nào một bộ rầu rĩ dáng vẻ không vui. Jiro Kiyoka hiếu kỳ nói. Nghe lời này sau đó, tám trăm vạn trăm nụ cười trên mặt dần dần biến mất âm thanh trầm thấp nói nhưng mà hắn khiến người ta cảm thấy rất lạ lẫm thật giống như đã từng không biết không thể nào chẳng lẽ là bởi vì bakugu katsuki quan hệ ta nhớ kỹ phía trước nghe hắn nói qua hắn cùng bakugu katsuki quan hệ rất tốt đâu jiro kiyoka thầm nói tám trăm vạn trăm lắc đầu nàng không biết có phải hay không là bởi vì duyên cớ này tất nhiên midoriya đồng học tới rồi như vậy oanh đồng học cũng cần phải trở về a à? Jiro Kiyoka thuận miệng nói một câu. Vì cái gì nói như vậy? 800 vạn trăm tò mò hỏi một câu. Bởi vì Midoriya đồng học giống như anh đồng học A, Hùng Anh liền hai người bọn họ không có chuyển trường, ta nghĩ tất nhiên Midoriya đồng học tới rồi, anh đồng học cũng cần phải trở về. Jiro Kiyoka cười nói. Hy vọng là như vậy đi. 800 vạn trăm trầm giọng nói. Rất nhanh, 800 vạn trăm khi xưa đồng học lại chạm mặt, trên cơ bản cũng là vừa nói vừa cười. Mà bọn hắn không biết là, tại phóng viên, còn có đám người cách đó không xa, đứng hai cái mang theo màu đen mũ, bên miệng dán vào lít nha lít nhít trâu người, mang theo nghĩ dài hạn phát. Hai người kia, nhưng là Vân Phong, cùng ba Katsuki. Đáng giận. Tại sao muốn biến thành bộ dáng bây giờ? Ba Katsuki oán trách một câu. Vân Phong cười nhạt một cái nói, ai bảo ngươi muốn tới tham gia náo nhiệt. ầm ầm. Ngay lúc này, lại một chiếc bus ngừng lại, theo sát lấy, từ trên xe lại xuống rất nhiều người. Bọn hắn từ Vân Phong bên người đi qua. Ai, ngươi có nghe nói không, Hùng Anh người cũng tới tham gia sao?" Một cái thật đẹp trai nam tử nói. "Hùng Anh? Nơi nào còn có cái gì Hùng Anh a?" À? Một cái khác nam tử cười nói. "Đúng đúng đúng, kém chút quên đi, Hùng Anh sớm đã bị Niêm Phong." "Cảm giác Hùng Anh người thật đáng thương đâu." "Đúng vậy a, à, bởi vì xuất hiện hai cái phản đồ, khiến cho trường học đều bị bọn hắn dính líu, thực sự là họa thủy a, à, cái kia trường học nếu là thu đến đệ tử như vậy, thật là số đen tám kiếp a." À. "Ha ha 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 ha." thực sự là một con chuột phân, hỏng hỗn loạn a. À. Nói, nói, bọn hắn nhóm người kia không ngậm miệng được. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Hỗn đảng, các ngươi đang nói gì đấy? Mà thanh âm này, chính là xuất phát từ Bakugu Katsuki, Bakugu Katsuki hận không thể đem bọn hắn đều cho đánh ngã trên mặt đất. Đám người nghe được âm thanh, hướng về Bakugu Katsuki nhìn, nhưng mà bởi vì đeo tóc giả, lại dán lên rậm rạp chằng chịt râu ria, còn có đội mũ, bọn hắn cũng không có nhận ra đây chính là Bakugu Katsuki. Đại thúc này ai vậy? Không biết. Ta cũng không biết. Là chúng ta ở đây ai phụ huynh sao? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thống nhất lắc đầu. Đại thúc. Các ngươi bọn này đáng cơ hờ, tết hỗn đảng, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Bakugu Katsuki lạnh lùng nói. Ngay lúc này, một cái mỹ nữ tóc vàng đi tới Bakugu Katsuki trước mặt, ngữ khí trầm giọng nói. Ngượng ngùng, vị đại thúc này, ta là bọn hắn ban chủ nhiệm lớp, xin hỏi ngươi tìm ai? Mỹ nữ tóc vàng ung dung nói. Vân Phong lập tức cảm thấy không ổn, lập tức cũng đi tới các Suki thăng cấp trước mặt, nhìn xem Mỹ nữ tóc vàng, đáp. Ngượng ngùng, ta bằng hữu này phương diện tinh thần có chút vấn đề. Cho ngươi tạo thành khốn nhiễu, hết sức xin lỗi. Vân Phong nho nhã lễ độ nói. Phương diện tinh thần có vấn đề. Ba Kugu Katsuki nghe xong lời này, lập tức sắp bị tức ra máu. Hỗn đảng, ngươi giúp ai? bakugu katsuki không hài lòng nói một câu ngươi nếu là tại ồn ào mà nói chúng ta đi trở về vân phong trầm giọng nói quả nhiên bakugu katsuki lập tức liền yên tĩnh trở lại đem tất cả phẫn nộ đều đặt ở trong lòng phương diện tinh thần có vấn đề ha ha đây đều là người nào a à, vì cái gì loại người này đều biết phóng xuất mỹ nữ tóc vàng khinh thường nhìn vân phong cùng bakugu katsuki một mắt sau một khắc liền quay người hướng về phía học sinh của nàng nói đi thôi không cần cùng loại tinh thần này có vấn đề người dây dưa. A, à, nguyên lai là bệnh tâm thần đó a. À. Chẳng thể trách nói những thứ này không giải thích được. Ta còn tưởng rằng là lớp chúng ta ai phụ huynh đâu. Khả năng, trong lớp chúng ta nếu ai có nhà như vậy dài, đoán chừng liền muốn nhảy lầu cờ hờ kết. Ha 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 ha. Tất cả mọi người không khỏi phá lên cười. Mà lúc này, tại trên cầu thang, một đôi mắt đẹp đang ngó chừng ba Bakugu Katsuki cùng với Vân Phong nhìn bên này. 800 vạn đồng học. Ngươi đang xem cái gì đâu? Jiro Kiyoka tò mò hỏi một câu, một bên cũng hướng về 800 vạn trăm nhìn phương hướng nhìn sang. Không thấy cái gì, chính là vừa mới nhìn thấy hình ảnh, đột nhiên để cho ta nghĩ tới một người. 800 vạn bách tướng thu hồi ánh mắt lại, xoay người, tiếp tục đi đường. Mà Jiro Kiyoka thì cũng là đi theo 800 vạn trăm vai sóng vai đi tới. Ngươi nhớ tới ai vậy? Không phải là 800 vạn đồng học người yêu thích A. À? Jiro Kiyoka trêu chọc nói. Đừng nói giỡn, vừa mới người kia hành vi giống như các Suki đồng học đâu, Nói, "Hảo Vương Triệu." Đồng thời, 800 vạn trăm bên miệng không khỏi để lộ ra vẻ tươi cười. Katsuki đồng học. Jiro Kiyoka ngẩn ra một hồi, sau một khắc liền mở miệng nói, "Đúng a, à, phía trước cùng Katsuki đồng học cùng lớp thời điểm, cảm giác hắn rất đáng sợ, tính khí quá táo bạo này." Bây giờ đổi một trường học, lớp học cũng là lạnh lãnh thanh thanh, ngược lại đều có chút không quá quen thuộc đâu. Cũng không biết Katsuki đồng học vì cái gì nói làm phản liền làm phản rồi đâu. Jiro Kiyoka trên mặt để lộ ra một tia thất vọng liền tại đây là, tại bên trên tường mặt, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến bên tai của bọn hắn. Xin các ngươi không nên nói nửa thắng nhỏ làm phản rồi, Jiro Kiyoka đồng học. Hai người bọn họ nhìn qua, nói lời này chính là Midoriya Izuku. Midoriya đồng học. Jiro Kiyoka ngây ra một lúc. Cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua. Chương 145, quăng Pho Côn Vòi Rồng. Nhìn xem Midoriya Izuku vẻ mặt nghiêm túc kia, Jiro Kiyoka không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Cùng Midoriya Izuku làm lâu như vậy đồng học, Jiro Kiyoka còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Nàng ngơ ngác nhìn qua Midoriya Izuku, giờ khắc này, tất nhiên không biết nên nói gì. Midoriya đồng học, nàng không phải cố ý. 800 vạn trăm ở một bên giải thích nói. Không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ khác, chỉ là, hy vọng không hiểu rõ chuyện trong đó người, không cần bảo sao hay vậy mà thôi. Midoriya Izuku cũng giải thích nói. Sự tình trong đó, 800 vạn trăm đã Jiro Kiyoka nghi hoặc nhìn Midoriya Izuku. Hắn đến cùng biết cái gì? Cái này 800 vạn trăm đã Jiro Kiyoka không biết, liền xem như hỏi, hai người bọn họ cũng tin tưởng, Midoriya Izuku sẽ không nói cho chính mình. Ngay lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. 800 vạn đồng học, nhanh đi đổi chiến đấu phục, nói 367 minh sẽ muốn bắt đầu. Út, ta đã biết. 800 vạn trăm, trăm trả lời một câu, lập tức liền lại hướng về Midoriya Izuku nói, ta phải đi, có thời gian đang nói chuyện. Ân. Midoriya Izuku gật đầu một cái, ta cũng nên đi đổi chiến đấu phục. Thay y phục phòng. Midoriya Izuku chậm rãi cởi bỏ áo của mình, nguyên bản màu trắng băng vải trước tiên ở lại là có chút ửng đỏ. Rõ ràng, đó là máu tươi của mình nhuộm thành. Còn có cánh tay của hắn, giống như bị làm bỏng, đó là bởi vì sử dụng tác dụng phụ tạo thành. Đoạn này thời gian huấn luyện, Midoriya Izuku giống như trùng sinh. Nhiệm vụ hôm nay là muốn cầm tới tạm thời nghề nghiệp anh hùng giấy phép. Midoriya Izuku lẩm bẩm một tiếng, liền nhanh chóng đổi lại chiến đấu phục. Đi qua sau một lát, bọn hắn chứng minh sẽ cũng cuối cùng kết thúc, nhanh, bét, đi theo, tại bọn hắn chỗ cái kia một gian phòng ốc bỗng nhiên bày ra. Tất cả dự thi nhân viên cũng hiện lên người xem trong tầm mắt. Hô! Trên khán đài, truyền đến, tiếng hoang hô nhiệt liệt. Ai? Ngươi thật sự không cần cái đồ chơi này. Bakugu Katsuki cầm trong tay kính viễn vọng, tò mò hỏi một tiếng. Vân Phong lắc đầu, nói, ngươi đi, khoảng cách này, ta xem tin tường. Hừ, tùy ngươi. Bakugo Katsuki không để ý, cầm bỏ vào trước mắt, bắt đầu quan sát Midoriya Izuku nhất cử nhất động. Biểu một tiếng. Microphone bên trong, là xong một thanh âm. Vòng thứ nhất khảo thí, bắt đầu. Rất nhiều thí sinh cũng bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu, đơn dễ dàng nhất bị người trên đỉnh. Vòng thứ nhất quy tắc cuộc thi, thí sinh đem ba cái bia ngắm treo ở trên người mình tùy ý vị trí, ba cái bia ngắm đều bị cầu mệnh trung thì đào thải mỗi người nắm giữ 6 cái cầu, đào thải hai người trở lên phía trước 100 tên thí sinh, đương nhiên, người khác cầu cũng có thể sử dụng. Tốc chiến tốc thắng A. Midoriya Izuku nhanh chóng chạy nhanh lên, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nhưng mà, không có nghĩ tới vừa bước ra mấy bước, một đám người liền chiến đi ra, hướng về Midoriya Izuku để lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nhìn, Hùng Anh người A. Bây giờ nơi nào còn có cái gì Hùng Anh A? Không biết hắn chuyển đi cái kia trường học. Ta nhớ được hắn giống như kêu cái gì Midoriya Izuku A. Phía trước tại Hùng Anh biểu hiện cũng không phải quá tốt. Tất nhiên đưa tới cửa con mồi, chúng ta thu, ngươi cũng không nên nói chúng ta lấy nhiều khi ít A. Ân, ừ, chúng ta sẽ lợi dụng ngươi cho cơ hội, giúp ngươi đi đường này. Nghe bọn hắn từng câu từng chữ, mặc kệ Midoriya Izuku phải chăng trở nên mạnh mẽ, vẫn là ban đầu dáng vẻ, hắn đều sẽ nhịn không được lo lắng đứng lên. Bắt đầu trù tính phương án. Cái này có lẽ chính là Midoriya Izuku cả một đời sửa không được thói quen ta cũng không dự định để cho giúp ta đi đường này đâu. Midoriya Izuku ung dung nói. Cái này nhưng không phải do ngươi. Tiếng nói của hắn vừa ra, lập tức, hơn 10 người nhảy lên một cái, nắm trong tay cầu, liền hướng Midoriya Izuku ném qua. Đối mặt với đâm đầu vào cầu, sau một khắc Midoriya Izuku toàn thân bị ánh sáng rực rỡ hạt bao trùng. Toàn bộ bao trùng, vòi rồng. Midoriya Izuku lẩm bẩm một câu, cả người xoay tròn một vòng. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, một cổ từ hắn chế tạo khí lưu tạo thành vòi rồng. Trực tiếp đem bay tới hình cầu toàn bộ đều cuốn vào vòi rồng bên trong. Cái gì, vậy mà nhất kích liền đem tất cả cầu đều khống chế được. Không nghĩ tới phía trước tại Hùng Anh không thể nào thu hút, vậy mà cũng lợi hại như vậy. Không tốt, đại gia nhanh phân tán. Bây giờ mới ý thức tới, tự hồ có chút chậm. Midoriya Izuku trầm giọng một đạo. Sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, ánh sáng rực rỡ hạt lần nữa bao trùm toàn thân của hắn. Những thứ này cầu đổi cho các ngươi. Nói đi, Midoriya Izuku nhảy lên một cái, một quyền đánh ra, lập tức đưa tới một cổ cường đại xung kích, làm cho tại vòi rồng phía trên cầu toàn bộ đều bay về phía bọn hắn. Đinh đinh. Thời gian một cái nháy mắt, Midoriya Izuku trực tiếp đào thải bốn người. Cầu đặt mua. Chương 146, người xem là nghề nghiệp anh hùng. Cái kia dám khảo nghề nghiệp anh hùng đều không khỏi ngây ngẩn cả người, bối rối trong nháy mắt biến mất. Không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu hai phút liền có người thông qua đâu. Xem ra một lần này thí sinh đều rất lợi hại đâu. Hắn lẩm bẩm, tiếp tục xem màn hình. Lập tức liền tuyên bố, thứ nhất thông qua, thỉnh các vị tốt dễ cố lên. Hô trong thính phòng mặt, truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ha ha, quả nhiên thối lâu biến mất đoạn thời gian này cũng đi tu luyện, bằng không thì thực lực không có khả năng bỗng nhiên cao hơn nhiều như vậy. Ba Katsuki một bên sử dụng kính viễn vọng, một bên thầm nói. Todoroki Sato cũng không có tin tức, đoán chừng A đi huấn luyện. Vân Phong tiếp nối một câu nửa bên mặt ngươi hay không ta còn không có nhớ tới giống như nửa bên mặt tên kia không có tới khảo thí a. Bakugu Katsuki buông ống dòng trong tay xuống, ngồi ở trên vị trí. Ân. Vân Phong gật đầu một cái. Đến nỗi là bởi vì cái gì nguyên nhân, Vân Phong này liền không biết. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thứ nhất thi hạng, mắt liền kết thúc. Rất nhanh, liền vào đi thứ hai thi hạng một. Nhưng mà ngay lúc này, một đám mặt cảnh phục nam tử đi tới thính phòng. Mặc dù động tĩnh rất nhỏ nhưng mà vân phong lập tức liền phát hiện xem ra phiền phức muốn tới vân phong nhẹ giọng nói một câu thế nào bakugu katsuki khẽ giật mình liền quay đầu hướng về chung quanh quét mắt một liền rất nhanh hắn liền cũng chú ý tới cái kia một đám cảnh sát sau một khắc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi làm sao bây giờ bakugu katsuki đặt mông ngồi ở trên vị trí theo bản năng hỏi thăm một câu vân phong cười khẽ còn có thể làm sao rời đi thôi bakugu katsuki gật đầu một cái sau một khắc, hai người bọn họ liền chậm rãi đứng lên, chuẩn bị hướng về đại môn phương hướng đi tới. Nhưng mà, thời khắc này đại môn chung quanh, tất nhiên cũng đứng đầy cảnh sát. Bá! Vân Phong cùng với ba Kugu Katsuki lại ngồi về vị trí cũ. Xem ra, bọn hắn đã sớm biết chúng ta sẽ đến ở đây. Vân Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Cái kia gọi khói đen không phải có thể truyền Bakugu Katsuki hỏi. Là có thể truyền tống không có sai, nhưng mà, hắn không biết cái này địa. Biết tọa độ, hắn là truyền tống không được nếu không phía trước tới thời điểm ta quyến đây vân phong chậm rãi nói nghe vân phong cùng các suki đối thoại ngồi ở một bên nam tử trung niên hướng về hai người bọn họ quan tới ánh mắt khác thường xem ra ngươi tự hồ biết vân phong quay đầu hướng về phía tên kia nam tử trung niên để lộ ra một cái nụ cười quỷ dị tên kia nam tử trung niên cũng đi theo nhếch miệng cười nói á y này lạng là gặp sự tình gì sao nói ra ta có thể có thể giúp các ngươi giải quyết a à. Vân Phong cùng ba Kugu Katsuki thâm thúy liếc mắt nhìn tên này nam tử trung niên. Sau một khắc, Vân Phong bỗng nhiễn tới điều gì, khẽ mỉm cười nói, tạ ơn đại thúc, chúng ta còn thật sự gặp một ít chuyện, muốn hỏi một chút đại thúc có biết hay không? Ngươi nói. Nam tử trung niên trả lời một câu. Theo lý thuyết, quốc gia khai phóng để cho dân chúng quan sát khảo thí, nhưng mà vì cái gì, còn có thể để trống nhiều như vậy vị trí đâu? Lần trước, Hùng Anh cử hành Sport Festival cái kia quần chúng thế nhưng là đầy tràn A. À. Vân Phong ung dung nói cái này xoái này sao, bởi vì. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, Vân Phong liền chen vào nói, bởi vì những vị trí kia, các ngươi là muốn lưu cho địch liên minh thành viên A, đại thúc. Cầu hoa tươi. Người này nam tử trung niên lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Ta nếu là không có đoán sai, nơi này người xem, cũng là nghề nghiệp anh hùng A. Vân Phong cười nói. Một bên Bakugu Katsuki lập tức sững sờ, nói, cái gì? Nơi này người xem toàn bộ đều là nghề nghiệp anh hùng, làm sao ngươi biết? chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao, từ bước vào đại môn một khắc này, chung quanh quần chúng lúc nào cũng dùng ánh mắt quá dị xem chúng ta, mới đầu ta cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng mà, thẳng đến vừa mới, ta phát hiện không thích hợp. Ngay tại vân phong tiếng nói vừa ra, lập tức quảng bá bên trong truyền đến một thanh âm. Tiếp vào tin tức mới nhất. Khảo thí đem tạm thời ngừng. Nhẹ tất cả học sinh nhanh chóng rời đi trường thi. Đầu này quảng bá vừa ra, tất cả thí sinh đều mộng bức, ngơ ngác đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Midoriya Izuku hiếu kỳ hướng về bốn phía xem xét. Bỗng nhiên liền tạm dừng khảo thí, là gặp sự tình gì sao? Ai biết, chúng ta cũng chỉ muốn nghe lấy quan chấm thi mệnh lệnh là được rồi, hắn gọi chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Xem ra, ngươi thật đúng là mẫn cảm a. À. Nam tử trung niên chậm rãi đứng lên, trên mặt trò rỉ ra vẻ mỉm cười nói, như như lời ngươi nói một dạng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ở đây đang ngồi cũng là nghề nghiệp anh hùng. Ngươi cứ như vậy xác định, chúng ta chính là người liên minh địch, vạn nhất chúng ta là chân chính thị dân đâu. Vân Phong bày ra một bức vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng nói giỡn, các ngươi vừa mới đối thoại, ta thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Nam tử trung niên một bức tự tin nói. Cầu đặt mua, cầu đặt mua sĩ. Chương 147, Bakugu Katsuki chiến đấu. Cốt A, đều bị ngươi nghe thấy được, như vậy, thì không cần tại ẩn giấu, nói thật, ăn mặc lấy dạng này rất khó chịu. Vân Phong nói đi kéo xuống dính tại trên cầm râu ria, khuôn mặt anh tuấn lộ ra tên kia nam tử trung niên trong tầm mắt. mà cái kia nam tử trung niên khi nhìn đến là vân phong thời điểm, nghĩ mà sợ theo bản năng đứng lên, theo sát lấy không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, một bên trầm giọng nói, ngươi là, ngươi là miêu rô vân phong. nói đồng thời, khuôn mặt của hắn giữ tợn, quay đầu hô lớn, là miêu rô vân phong, là miêu rô vân phong, ngươi thật là một cái rất phiền người a. À. ba sáu, bảy vân phong lẩm bẩm một câu, sau một khắc trực tiếp một cước đá tới nam tử trung niên trở tay không kịp, lập tức bay ngược ra ngoài. Mà lúc này đây, ngụy ra người xem nghề nghiệp anh hùng, rối rít đem Vân Phong cùng với Bakugo Katsuki vây lại. Bakugo Katsuki cũng đem trên mặt mình sợi râu xé xuống, một bên thầm nói, cuối cùng có thể đem vật này cho lấy xuống, đính vào trên mặt, không có chút nào thoải mái. Tốt, phía trước ngươi không phải là muốn chiếu cố Midoriya Izuku sao, bây giờ cơ hội tới, đi thôi. Vân Phong ung dung nói. Bakugo Katsuki sửng sốt một chút, sau một khắc, bỗng nhiên nói, cảm tạ từ ba Kugu katsuki ngoài miệng nghe được cảm tạ vân phong cảm thấy thật ngoài ý liệu phía trước đang cứu cha mẹ của hắn thời điểm nghe nói qua một lần sau đó cho dù là trợ giúp hắn huấn luyện đừng nói cảm tạ suốt ngày còn bày một bộ mặt thối sắc theo ba Kugu katsuki tiếng nói rơi xuống sau đó lập tức quảng bá âm thanh một lần nữa vang lên thỉnh các vị thí sinh cấp tốc tị nạn địch liên minh miro vân phong tết miro vân phong tất cả thí sinh nghe xong có chút để lộ ra nét mặt hưng phấn cũng có chút để lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Miuro vân phong thắng đã đến rồi sao? Tám trăm vạn trăm ngẩng đầu hướng về kháng đài phương hướng nhìn qua. Miuro vân phong tết có thể hay không thắng nhỏ cũng đi theo. Midoriya Izuku lẩm bẩm một câu, sau một khắc liền nhanh chóng hướng về kháng đài phương hướng chạy qua. Vạn vạn để cho Midoriya Izuku không có nghĩ tới là một giây sau, Bakugo Katsuki ngay tại trước mặt rơi xuống. ầm ầm một tiếng văng lên nhỏ nhẹ bụi mù. Midoriya Izuku sửng sốt một chút con ngươi kịch liệt, ngoài miệng không tự chủ được nói, tiểu, thắng nhỏ. Ha ha ha, thối lâu. Bakugu Katsuki nhếch miệng nở nụ cười, để lộ ra một biểu lộ. Thắng nhỏ, ta biết chuyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Midoriya Izuku hướng về phía Katsuki hô. Biết, ngươi biết cái gì? Người có thể giúp ta, hơn nữa ta bây giờ sống rất tốt. Căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào đến giúp đỡ. Bakugu Katsuki cười lạnh nói. Thắng nhỏ. Ngậm miệng. Bakugu Katsuki âm thanh im bặt mà dừng, sau một khắc, lập tức hướng về Midoriya Izuku chạy qua. Thật nhanh. Midoriya Izuku khẽ giật mình, theo bản năng nói. Ba. Một tiếng, Midoriya Izuku lập tức bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất, theo sát lấy lại nhanh chóng bò lên. Thối lâu, đừng tưởng rằng chỉ ngươi trở nên mạnh mẽ, đoạn thời gian này, ta thế nhưng là vì trở nên mạnh mẽ, bỏ ra cố gắng rất lớn. Bakugu Katsuki kinh thường nhìn xem Midoriya Izuku đạo. Quả nhiên, Ngươi cũng là mỗi ngày đều đang tiến hành dày vò huấn luyện sao?" Midoriya Izuku mặt không thay đổi nói. "Nói đi, Midoriya Izuku toàn thân bị hạt ánh sáng bao trùm." "Ha ha, muốn tới sao?" Bakugo Katsuki hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay không ngừng toát ra hỏa hoa. Toàn bộ bao trùm. Midoriya Izuku lẩm bẩm một tiếng, sau một khắc, trực tiếp vũ động nắm đấm vung ra. Lập tức một cỗ lực lượng vô hình hướng thẳng đến Bakugo Katsuki bay đi. Bakugo Katsuki tung người nhảy lên, tránh khỏi giữa không trung phía trên trong lòng bàn tay của hắn vòng xoáy màu đen dần dần nổi lên hối lâu ngươi đây là đang xem thường ta sao cực lớn sầu riêng pháo nổi lớn bakugu katsuki nổi giận gầm lên một tiếng ngưng tụ lại sức mạnh hướng về Midoriya izuku rồi đánh xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn xem ra tiểu tử kia ngược lại là chơi rất sung sướng đó a à? vân phong bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đã bị chúng ta bao vây xin ngươi đừng loạn động Vây quanh ở Vân Phong bên cạnh nghề nghiệp anh hùng hướng về phía Vân Phong quát. Vây quanh. Đầu óc là cái thứ tốt, chỉ tiếc a à, các ngươi không có. Vân Phong kinh thường nói. Vân Phong tiếng nói vừa ra, lập tức, một cái nhìn như niên linh cùng Vân Phong sắp xỉ nam tử rơi xuống trước mặt hắn. Mà tên nam tử này 2.7 tử chính là dạ lam cây lúa tá. Ngươi là ai a à, chạy tới ở đây làm gì? Cái này, tựa như là thí sinh. Thí sinh. Này đáng cơ hờ, tết thí sinh tới xem náo nhiệt gì mau chóng rời đi. Đối với phía sau cái kia một đám nghề nghiệp anh hùng, dạ lam cây lúa tá liền giống như không có nghe thấy đồng dạng, hướng về phía Vân Phong nói. Không hổ là, miêu rô Vân Phong, phát ra khí thế đều cùng người khác không giống nhau. Dạ lam cây lúa tá đạo. Vân Phong hơi sững sờ, ba chữ thốt ra, ngươi là ai a? À? Cầu đặt mua. Chương 148, như thế nào chính nghĩa? Đối mặt với Vân Phong mà nói, dạ lam cây lúa tá trầm mặt một hồi sau đó, liền trầm giọng nói, ngươi không biết ta không trọng yếu, ta biết ngươi là được. Nghe hắn không giải thích được, Vân Phong theo bản năng nhíu mày, trầm giọng nói, ngượng ngùng, ta hôm nay không có tâm tình gì cùng kẻ yếu chơi. Dạ Lam cây lúa tá nội tâm xúc động một chút, từ khai giảng đến bây giờ hắn còn có thể là lần đầu tiên nghe được biệt nhân là kẻ yếu. Lúc đề cử thi đầu vào, nhưng lấy đệ nhất thành tích thi vào hùng anh đó a, à, thậm chí liền Endevo Vu Nhi Tử cũng không bằng chính mình. Về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn từ bỏ cơ hội này, đi tới sĩ kiệt cao trung, ở nơi nào hắn cũng là người người đều hâm mộ cường giả bình thường chỉ có chính mình nói người khác là người yếu phần, nơi nào còn có thể bị những người khác nói mình yếu. Quả nhiên, người giống như Endeavor vu nhi tử, bị người thật đáng ghét rồi. Dạ lam cây lúa tá khuôn mặt 14 hơi có chút cứng nhắc nói. Kế tiếp vân phong động tác, càng làm cho hắn lửa giận ngút trời, hắn không để ý đến dạ lam cây lúa tá mà nói, mà là nhìn qua khảo thí sân bãi, đang cùng Midoriya Izuku chiến đấu Bakugu Katsuki. Ha ha! Dạ lam cây lúa tá biến sắc, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh bỗng nhiên thổi lên mảnh liệt gió. Vân Phong theo bản năng quay đầu lại, thầm nói, xem ra không giải quyết trước mắt này một đám con ruồi, ta là không chiếm được an tĩnh. Ta ghét nhất chính là các ngươi loại người này. Dạ lam cây lúa tá nói đi, lập tức hét lớn một tiếng. Một cổ cường đại gió hướng thẳng đến Vân Phong nhào tới, nói một đống lớn vô dụng, ngươi muốn biểu đạt là cái gì? Vân Phong im lặng nói một câu, chỉ thấy mảnh liệt gió thổi tới, giống như một cây tiểu đao sắc bén nơi nó đi qua, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Mà Vân Phong lại là thờ ơ. Dạ Lam cây lúa tá hơi có chút chấn kinh, không nghĩ tới, công kích của mình đối với Vân Phong một chút hiệu quả cũng không có. Đây chính là hắn thực lực sao? Hắn mạnh như vậy, vì cái gì nhập học dẫn tiếng thời điểm, ta lại không có nhìn thấy hắn. Đêm Lam đạo tá hơi cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Vị thí sinh này, mau chóng rời đi, nhưng Miu Rô Vân Phong, ngươi cũng đừng nhìn hắn giống như ngươi lớn nhỏ, thực lực của hắn thế nhưng là cao ngươi rất nhiều. Đúng vậy a, à, liền chúng ta bây giờ tại chỗ nghiệp anh hùng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Dạ Lam cây lúa tá biết mình không đủ, gật đầu một cái, nói, nói. Nhưng mà sau một khắc, Vân Phong lời nói bỗng nhiên liền đến. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng khiêu khích ta không cần trả giá một điểm gì đó đồ vật sao? Vân Phong nói đi, cất bước hướng về Dạ Lam cây lúa tá đi tới. Vân Phong trên thân bắt đầu toát ra một cỗ lực lượng vô hình, cảm giác áp bách lập tức bao phủ toàn bộ thính phòng. Đáng cơ hờ kết chuyện gì xảy ra chân của ta không nghe sai kiến dạ lam cây lúa tá khẽ giật mình khiếp sợ nói bá 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 đúng vào lúc này tại dạ lam cây lúa tá đằng sau mười mấy tên nghề nghiệp anh hùng nhảy lên một cái chuẩn bị phóng thích cá tính của mình tới công kích vân phong nhưng mà không ngờ còn không có đợi bọn hắn phóng xuất ra cá tính vân phong tiện tay hất lên lập tức tay hóa thành một tính chất bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ vương dài giống như một đầu roi một dạng trực tiếp đem bọn hắn đánh bay người người cũng là anh hùng cái này quốc gia anh hùng đơn giản không mảy may giá trị a à? vân phong cười khổ nói một độn đa trọng một phân thân chi thuật vân phong chắp tay trước ngực lập tức từ trên người hắn chi nhánh ra sáu cái vân phong giao cho các ngươi đám người kia quá yếu ta lười nhắc động thủ vân phong dặn dò một câu một phân thân vân phong gật đầu một cái liền hướng này một đám nghề nghiệp anh hùng nhào tới mà lúc này đây bakugu katsuki cũng cùng midoriya izuku đánh lửa nóng Midoriya Izuku không hổ là nguyên tắc nhân vật chính, kế thừa ôn mại thiện tại hắn, trên cơ bản có thể linh hoạt sử dụng. Mà Bakugu Katsuki mặc dù rất cố gắng, nhưng mà, hắn cái 367 tính chất cùng Midoriya Izuku cá tính đánh nhau, vẫn còn có chút chiếm giữ hạ phong. Hắn nhỏ, giấc mộng của chúng ta không phải đều là siêu việt ôn mai sao. Nhưng mà vì cái gì ngươi còn muốn đi lên gian ác con đường này? Midoriya Izuku hướng về phía Bakugu Katsuki giận dữ hét. Ngậm miệng. Thối lâu, không tệ, khi xưa ta đúng là lấy ôn mai làm mục tiêu. Ta muốn dùng cố gắng của ta thủ hộ đại gia. Trở thành cực kỳ có nhân khí nghề nghiệp anh hùng. Nhưng mà, tại ta bị địch liên minh bắt giữ sau đó, tất cả mọi người mắng ta là tất nhiên sẽ trở thành phản đồ, nhưng mà quyết tâm của ta có ai biết, ngay lúc đó ta cận kề cái cơ hờ, tết không muốn trở thành bọn hắn đồng bọn. Về sau, ta phát hiện, ta sai rồi, ta không hận bọn hắn mắng ta là phản đồ, ta đã từng một mực hướng tới nghề nghiệp anh hùng, bọn hắn tất nhiên bắt ta phụ mẫu, tới áp chế ta. Từ một khắc này, ta hiểu cái gì là chính nghĩa. Lại làm sao gian ác. Những thứ này đều chỉ bất quá là nhân loại chính mình phán đoán mà thôi. Cầu đặt mua. Chương 149: Khi xưa tứ cường tụ tập. Hắn nhỏ. Midoriya Izuku nhìn qua Bakugo Katsuki, muốn nói cái gì, nhưng mà lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt xuống. Bởi vì, hắn hiểu Bakugo Katsuki, hắn bây giờ biết dù cho chính mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trong lúc đột ngột, hắn nhớ tới lúc huấn luyện ông Mai phía trước nói với hắn lời nói. Huấn luyện bỗng dưng một ngày, Midoriya Izuku ngẫu nhiên nhất lên, chính mình có một ngày muốn trở thành ông Mai dạng này đại anh hùng. Nhưng mà, ông Mai trực tiếp phản bác, nói, chính mình là một cái thất bại nhất nghề nghiệp anh hùng, bởi vì, hắn ngay cả mình yêu mến nhất học sinh đều giữ gìn không được. Nếu như thời gian có thể làm lại, dù cho để cho hắn buông tha nghề nghiệp anh hùng, hắn cũng muốn giữ gìn hai cái này học sinh. Đương nhiên, hắn nói tới người học sinh này, dĩ nhiên chính là, Miro Vân Phong, cùng với Bakugu Katsuki. Thối lâu, ngươi sẽ không hiểu, bởi vì ngươi không có trải qua ta như vậy sự tình. Bakugu Katsuki nói, trên mặt lại nổi lên nụ cười. Midoriya Izuku còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bakugu Katsuki bất đắc dĩ như vậy nụ cười. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này bây giờ, khi xưa một, A học sinh đều chạy tới Midoriya Izuku ở đây. Nhìn xem mặt khác một bên Bakugu Katsuki, bọn hắn không biết nên muốn nói gì, cũng không biết nên muốn làm gì chiến đấu, hoặc là vẫn là cái gì khác. Midoriya đồng học. Cái này, là thế nào? Kaminari Denki hỏi. Midoriya Izuku khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, đây là ta cùng thắng nhỏ ân oán cá nhân. Nói đồng thời, Midoriya Izuku toàn thân bị ánh sáng rực rỡ hạt bao trùm. Rốt cuộc phải cùng ta chiến đấu. Bakugu Katsuki để lộ ra vẻ mỉm cười. Hai lòng bàn tay bắt đầu, lóp bốt, vác ra hỏa hoa. Một giây sau, hai người liền nhanh chóng chạy hết tốc lực khí rồi. Cực lớn sầu riêng pháo. Nổ lớn. Toàn bộ bao trùng. Midoriya Izuku chiêu thức không có kêu đi ra, mà là chính mình lẩm bẩm một câu. Không tốt. Mau rời đi. 800 vạn bách đại âm thanh hô một tiếng. Nhưng mà một giây sau, một cái khoảng cách nổ tung, trực tiếp nổ tung, cuồn cuộn khói đặt nhanh chóng tràn ngập chung quanh. Khụ khụ. Những người khác không khỏi truyền đến. Các ngươi không có sao chứ? 800 vạn dò hỏi. Không có việc gì, bất quá, Giống như đoạn thời gian này, vô luận là Midoriya đồng học, vẫn là Katsuki đồng học, thực lực đều tăng lên rất nhiều đâu. Kaminari Denki nói. Không biết. Ta không nhìn ra được, phía trước không có nhóm đánh qua. Jiro Kiyoka nói. Sương mù chậm rãi tán đi, bakugu Katsuki cùng với Midoriya izuku dần dần hiện ra ở trong tầm mắt của bọn hắn. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn trực tiếp bị khiếp sợ. Bởi vì vừa mới một kích kia, vô luận là bakugu Katsuki vẫn là Midoriya Izuku áo toàn bộ đều bị đánh nát. Mà hiện ra tại bọn hắn trước mắt là Bakugu Katsuki, cùng với Midoriya Izuku, thân trên tất nhiên toàn bộ là vết sẹo. Mà Midoriya Izuku hai tay cánh tay liền như là bị phỏng một dạng. 800 vạn bách con ngươi kịch liệt co vào. Cái này, cái này, cái này đây là người thân thể sao? Nhìn nổi da gà đều đi ra. Bọn hắn hai người bọn họ đến cùng nào? Đối với, đối với đoạn thời gian này, hai người bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì? nhìn xem những vết sẹo này 800 vạn bách đều sợ hãi. Khó trách vì cái gì hôm nay vừa lúc gặp mặt, Midoriya Izuku ánh mắt, xa lạ như thế. 800 vạn trăm trầm giọng nói. Đúng, ta cũng cảm giác, đoạn thời gian này bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì, mỗi người đều biến hóa lớn như vậy. Jiro Kiyoka bổ sung một câu. Bây giờ, mặc kệ là Bakugu Katsuki, hay là Midoriya Izuku đều bị riêng phần mình vết thương trên người sẹo dọa sợ. Thắng nhỏ, vì cái gì ngươi Amidoriya Izuku ấp úng đạo? Ha ha. Bakugo Katsuki nở nụ cười, lúc trước hắn vẫn luôn không muốn Midoriya Izuku nhìn thấy vết sẹo của mình, nhưng mà không nghĩ tới, Midoriya Izuku giống như chính mình. Đoạn thời gian này vì trở nên mạnh mẽ, trả ra đại giới là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Cái nào đó bát ngát trên đỉnh núi. Todoroki Sato tại tiếp xong một chiếc điện thoại sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Hướng về một bên lão sư nói, lão sư, đột nhiên gặp một chút sự tình, ta muốn trước trở về trần lão sư của hắn chỉ là gật đầu một cái, không nói gì thêm. Sau một khắc, Todoroki sao liền nhanh chóng, hảo triệu, chạy nhanh lên. Vân Phong, ta cuối cùng chờ được ngươi. Trong đoạn thời gian này mặt, Todoroki sao cũng giống như Bakugu Katsuki bọn hắn, vì trở nên mạnh mẽ, trên cơ bản cũng là mỗi ngày tiến hành, để cho người ta không tưởng tượng nổi huấn luyện. Sở dĩ làm đây hết thảy, Todoroki sao cũng không phải đều là bởi vì Endeavor vô sự tình, tương phản, hắn càng là để ý, chính mình muốn rút ngắn Vân Phong khoảng cách. Todoroki Sato cách tạm thời giấy phép tư cách khảo thí hội trường, quốc lập nhiều cổ tràng, sân thi đấu, cũng không phải rất xa, trên dưới chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền có thể đuổi tới. Độc giả các đại lão, cầu một cái nho nhỏ đặt mua A, tác giả cho các vị dập đầu. Chương 150, A ban toàn viên đến đông đủ. Tăng thêm mình bây giờ tốc độ, nhiều nhất 5 phút hơn liền có thể chạy tới. Lúc này, quốc gia hội nghị cấp cao phòng. Ta đã biết. Một cái lão giả tóc trắng đem trong tay điện thoại chậm rãi thả xuống, theo sát lấy, vẻ tươi cười hiện ra tại khuôn mặt của hắn. Mà tại bên cạnh hắn lão giả tóc trắng nghi hoặc nhìn hắn, miệng đồng thanh hỏi. Chuyện gì, để cho cao hứng như vậy? Tên kia lão giả tóc trắng trả lời, cùng chúng ta đoán một dạng, địch liên minh quả nhiên vào hôm nay có hoạt động, hơn nữa, tại tạm thời nghề nghiệp anh hùng thi hội trường, xuất hiện vẫn là Miro Vân Phong, cùng Bakugu Katsuki hai người kia. Út! Liền hai người bọn họ sao? Một tên khác lão giả hỏi. Ân. Bất quá, Miu Rô Vân Phong mới là mục tiêu chủ yếu của chúng ta, đến nỗi thành viên khác, ta thờ ơ. Tên kia lão giả tóc trắng ung dung nói. Tại hắn 370 nhóm trong mắt, đã đem Miu Rô Vân Phong hận thấu xương, nếu như không có Miu Rô Vân Phong, địch liên minh danh tiếng như thế nào có thể sẽ như thế lớn. Nếu như không có hắn, địch liên minh cũng không khả năng sẽ phát triển thành bộ dáng bây giờ. Trong mắt bọn họ, chỉ cần diệt trừ Miu Rô Vân Phong, như vậy địch liên minh liền sẽ tự động tan rã. Vậy dạng này mà nói, là thời điểm nên khởi động chúng ta trù bị đã lâu thứ hai cái kế hoạch đi. Đó là đương nhiên, chúng ta chờ đợi lâu như vậy vì cái gì? Chính là vì hôm nay A. À. Mà khác một phương, Bakugu Katsuki cùng Midoriya Izuku chiến đấu A à từ từ tiến nhập hồi cuối. Song phương hiện tại cũng vết thương chồng chất, tại đánh đi xuống, đoán chừng cũng chỉ có đánh ngang tay. Nếu như Midoriya Izuku kế thừa không phải ôm mài gàm nói, như vậy cuộc chiến đấu này tất nhiên là Bakugu Katsuki thắng chắc. Bởi vì Bakugu Katsuki mặc kệ là thể thuật, vẫn là nhanh nhẹn năng lực, đều phải tại Midoriya Izuku phía trên, nhưng mà bởi vì nguyên nhân. Quả thực là đem Midoriya Izuku không đủ cho bổ sung, tạo thành bây giờ cái này không phân cao thấp cục diện. Ngay lúc này, bọn hắn đều chuẩn thắng bại thời điểm, trong lúc đột ngột, Vân Phong rơi vào bọn hắn ở giữa, mang theo ý cười nói. Đi, Bakugu Katsuki còn có Midoriya Izuku, các ngươi luận bàn liền đến chỗ này. Vân Phong. Tất cả mọi người đều ngưng trọng nhìn xem mây trong lòng bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Vân Phong, nhưng, không có dũng khí này. Vân Phong mỉm cười, quét mắt một liền người chung quanh, nói, rất lâu không thấy, các vị bạn học cũ nhóm. Vân Phong lời nói âm rơi xuống sau đó, nguyên bản trong lòng bọn họ sợ hãi từ từ tiêu tán. Ngươi vẫn là khi xưa cái kia Vân Phong sao? 800 vạn trăm sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Vân Phong nhìn về phía 800 vạn trăm, mặt nở nụ cười nói, có phải hay không cũng đã không trọng yếu, bây giờ chúng ta đều từng người tìm được phương hướng, mặc dù nói con đường không giống nhau. Bét, thắng nhỏ đâu? Midoriya Iyuku hỏi. Bakugu Katsuki sao? Cái này hẳn muốn hỏi hắn, mà không phải hỏi ta. Vân Phong ung dung nói. Miro Vân Phong phương hướng, chính là ta Bakugu Katsuki phương hướng. Bakugu Katsuki trầm giọng nói. Cái này có thể là từ Bakugu Katsuki xuất sinh đến nay, ôn hòa nhất một câu nói. Sau này gặp lại, các vị. Bakugu Katsuki, chúng ta đi thôi. Vân Phong khẽ miễn cười nói sau khi vân phong tiếng nói rơi xuống lập tức một luồng hơi lạnh thẳng bước đi qua tầng một dưới đất miếng băng mỏng trong nháy mắt bao trùm vân phong bây giờ chỗ đứng sau một khắc vân phong liền khẽ cười nói xem ra là đi không được nhanh như vậy lại có một vị bạn học cũ muốn tới theo sát lấy tại vân phong tiếng nói rơi xuống sau một hồi todoroki sao liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn miro vân phong todoroki sao đứng tại chỗ cao hướng về phía vân phong hô như thế nào vừa thấy mặt đã đánh sẽ đưa bạn học cũ đại lễ có chút quá đáng a à. vân phong thông dong đạo quanh đồng học cũng tới tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta khi xưa một a à, sẽ lấy bây giờ loại tình huống này tụ tập cùng nhau tám trăm vạn trăm mắt bên trong rò rỉ ra thần sắc thất vọng tốt 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 đáng sợ a à, nếu không thì chúng ta rời đi trước a à. mineta minoru nói phong điền quân ngươi có thể hay không đừng ném chúng ta đã từng một a à, khuôn mặt a à. jiro kiyoka không khỏi chửi bậy một câu Todoroki Sato tiễn đưa gặp mặt ta lễ, ta chắc chắn cũng muốn trở về hắn, cho nên, tất cả mọi người trốn xa một điểm A. Vân Phong ung dung nói. Đám người gật đầu một cái, đương nhiên, bọn họ cũng đều biết Vân Phong lời này là có ý gì. Bá bá bá. Todoroki Sato rơi xuống Vân Phong phía trước, Miro Vân Phong, đã lâu không gặp. Vân Phong cười cười, không có trả lời. Sau một khắc, Todoroki Sato cả người ưu tiên xuống, một tay đập trên mặt đất, sau một khắc, hàng băng hướng thẳng đến Vân Phong lan tràn mà đến vân phong vũ động hai tay mặt đất trực tiếp nứt ra ngàn vạn đầu rễ cây tạo thành một cái đại một cầu trực tiếp đem hàng băng bọc lại cầu đặt mua